Hello Chiboso, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh channel của Bún. Anh em ơi, anh em có tin rằng ở trên trái đất này có thần chết không nhỉ? Ôi trời ơi! Tôi nghĩ là khá anh em ở đây không tin đấy. Thì ngày hôm nay đây, tôi sẽ đi săn lùng thần chết cho anh em xem. Có anh em nào tò mò thần chết có hình dạng hình thù như thế nào thì hãy tiếp tục có video đấy nha. Và trước khi đi, hãy để lại cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhớ xem quảng cáo đó nha. Còn bây giờ là lên đường thôi. Vâng anh em ơi, thiên thời địa lợi mà lại nhân hòa. Anh em có thấy cái vị trí này nó đã đẹp để đi tìm thần chết chưa anh em này? Bụi đây là những cái rậm cỏ xanh mướt bần mượt, cộng thêm đó ở phía trước mà tôi là những cái phần núi lửa nó đang gọi là rực cháy đầy lava này. Đấy, mình đã phải đi săn lùng cái địa điểm vừa đẹp nhất để bắt đầu đi săn tìm thần chết rồi đấy. Và để muốn săn tìm thần chết, ui dồi ôi, đang định ấy, anh em nhìn thấy gì không? Đây là một cái bộ xương. Đã có một người tử vong ở đây. Và người này chắc cũng đang đi tìm thần chết đấy anh em à. Đấy, thần chết vẫy gọi ngay. Và để bắt đầu cho cái công cuộc đi tìm thần chết thì tôi đã chuẩn bị cho mình những quả mìn rồi anh em ơi. Mình sẽ thả đặt vô tội vạ những quả mìn ở đây để bắt đầu đâm thẳng và xuyên thủng dưới lòng đất. Đấy, úi dồi, bình tĩnh. Thôi rồi, vừa mới thả xong cái mà đâm thủng xuyên thẳng gọi là nát tạo của tình luôn. Anh em biết là thần chết nó sẽ ở dưới đáy địa ngục rồi không? Thì ngày hôm nay tôi sẽ đào cái chỗ đất này xuống tận dưới đáy địa ngục. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Đi tìm thần chết rồi nha. Rồi, thả liên hoàn cước quả bom mày luôn. Rồi, hàng tấn bom sẽ thả xuống đây. Đấy, 50 quả bom, 60 quả bom lận. Ui xoay anh em thấy không? Nó lỗ chỗ, mỗi lần lỗ nó sẽ xuyên được một phần của lòng đất này. À, càng xuống sâu nhá là quả bom của tôi nó sẽ khó để lỗ hơn. Nên là tôi cần phải thả nhiều hơn nữa anh em ạ. Ok, xuống dưới này là mình sẽ thả tầm 50-60 quả một lúc. Damn! Hiện tại thì tôi mới đi được quãng đường là hơn 100 km mà thôi. Hơn 100 km. Loanh quanh nó sẽ phải với tầm 200 km. Và muốn xuống tận dưới đáy lòng đất, chúng ta sẽ phải đi đến tận 1 triệu mét anh em ạ. 1 triệu mét. Ok chưa? Rồi, thả bom lỗ chỗ luôn. Ôi rồi, thả bom nhiều quá. Bây giờ nó dễ thành hai hướng. Anh em lên chọn trái chọn phải nhỉ? Chọn trái thì anh em comment phím số 1 và chọn phải anh em comment phím số 2 để tôi nhảy nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ nhắm mắt lại. 1, 2, 3, nhảy. Đi xuống đâu rồi anh em? Không biết trái hay phải đâu nhá. Anh em comment hộ tôi nhá. Không biết là trái hay phải, nhưng mà tôi cứ thả bom thôi anh em ạ. Thả bom liên hoàn trưởng. Thả bom liên hoàn trưởng luôn. Úi xời ơi. Xuống dưới lòng đất. Rồi. Wow, 1 tấn bom được lã xuống luôn anh em ạ. Tôi đứng trên này tôi thả bom xuống dưới. Tôi đã thả được khoảng là gần 400 quả bom rồi. Gần 400 quả bom rồi. Và không biết là để xuống dược dưới đáy kia thì mình sẽ phải thả hàng bao nhiêu quả bom nữa anh em ơi. Được rồi, tôi bắt đầu cảm tử thôi. Nhảy xuống. Ôi giời, nhảy xuống đây mà chân tay tôi không gãy cái nào là anh em thấy đẳng cấp rồi đúng không? 427 quả bom mà chúng ta mới đi được có hơn 200 m, 200 km mà thôi. Ở đây nó lại chia thành hai đường rồi. Thôi tôi sẽ đi đường bên trái đi hay đi đường bên phải ta? Rồi luôn, hàng tấn bom nhưng mà nó không thể dùng được một tí nào. Tôi nghĩ tôi sẽ phải lên trên lại nhà để tôi mua cho mình cái vật dụng nào đó. Đây, shop vào shop. 200 kim cương, à nhầm 200 cúp shop bom này. 800 quả bom mình sẽ mua được quả bom mới à? Vẫn chưa đủ anh em ạ, mình phải click tầm khoảng 300 phát nữa thì mình sẽ mua được quả bom mới. Được rồi, tôi sẽ click thêm mà tôi lại xuống đáy đấy để tôi click thôi anh em ơi. Mà lại quên mất là tôi không biết tôi đi đường nào. Đồ ăn hại. Có phần quà free ở đây. Đây, mình sẽ được quay thưởng một phần quà free nào đó để xem là lụm được thêm cái gì đây. Wow, 2000 quả bom, 2000 điểm thả bom luôn, được chưa? Được chưa? Lấy giờ tôi thả được vài trăm quả rồi, bét xem nào. Mình chưa có con bét nào cả. Được rồi, mình sẽ đi lên trên nhà. Mình sẽ vào shop bom, mình mua thêm quả bom mới. 18000 này, ok. Bây giờ mình sẽ dùng quả bom mới. Rồi, thả một quả này không biết nó có khỏe khoắn không nhỉ? Ok, quả này thả không bị mất đâu nha. Bom này tôi cảm giác yếu hơn bom kia mà nó lỗ yếu hơn anh em ạ. Lỗ cảm giác lâu la vãi trưởng luôn.
Rồi để xem nào, cố gắng xuống đáy địa ngục xem mình sẽ được cái gì đây. Úi rồi rồi rồi, cứ đi càng sâu anh em ơi. Loanh quanh này tôi không biết là tôi được đi được bao nhiêu km được luôn. Ui rồi 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 rồi, ui dạ ơi, ngất ngây con cá tây luôn. Đập lên liên hoàn trưởng luôn mà. Ok, mình sẽ thả hàng tấn bom vào đây. Hình như cái bom này nó chỉ lổ lan thôi. Ôi giời ơi, cái quả bom này hình như còn yếu hơn cái quả bom của tôi. À không, không hề yếu nha. Không hề yếu nha, tôi đã mất tầm 800 quả bom kia để tôi mua cái quả bom này thì chắc chắn nó không hề yếu. Nó lổ gói banh trả xác luôn mà tôi không bị làm sao, anh em thấy cơ thể của tôi không? Nó lực lưỡng không anh em? Nó thả qua liên hoàn trưởng mà người tôi không bị làm sao. Đấy, đẳng và cấp chưa? 2k lại 2k bom nữa rồi. Rồi, tôi cứ bấm liên hoàn trưởng thôi, auto click xem là mình sẽ mất 149 Robux để mình có thể auto click. Ui, tôi đã đi hết tất cả các lớp đất và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái lớp đá. À, chứng tỏ ở dưới này còn rất 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 là nhiều lớp nữa, đúng rồi. Ở dưới đáy xã hội mà lì anh em. Như tôi loanh quanh cả tí nữa tôi đâm sâu xuống là tôi sẽ gặp được những cái gọi là tầng ruby hoặc là đá thạch anh gì đó anh em ạ. Chắc chắn luôn. Bây giờ tôi sẽ đâm thửng xuyên thủng luôn. Đi loanh quanh được 400 km rồi. Bao giờ cho đến 1 triệu đây anh em? Bao giờ cho đến 1 triệu đây? Thả bom liên hoàn trưởng như này cơ mà. Đấy, một khi tôi đã thả thì quá là khỏe. Chưa có bet nào nên là mình có bet là mình sẽ thả nhanh hơn nha. Nhưng mà tôi cảm giác là cái quả bom này nó cực cái sức công phá của nó cực kỳ lớn luôn. Anh em thấy không? Sức công phá của nó cực kỳ lớn luôn. Đến cả đến lớp đá rồi nhá mà nó lổ vẫn lanh tanh bành luôn. Tôi thử cho anh em chiếm ngưỡng lại cái quả bom cũ của tôi xem nó lổ được ăn như thế không nhá. Xem nó có lổ được ăn như thế không nha anh em nha. Đây, chờ lổ rồi. Ui giời, lổ được cái lưu tiêu diêu. Lổ được cái bé tí anh em ạ. Thôi, mình cứ trung thành với cái này là được. Mình cứ trung thành với cái quả pháo này là được anh em ạ. Và không biết sau khi mình đến đấy cái sọ cái kia liệu rằng có gặp được thần chứ. Và sẽ được phần thưởng gì đây? Wow! Bây giờ chúng ta chuyển sang lớp đá. Chúng ta chuyển sang lớp gì đây? Lớp đất à? Lại lớp đất tiếp à? Không, đất này nó ảo Malazada hơn nha. Đất này bị mốc nha. What the hell? Đi khoảng 600m rồi, 600km nữa là đẹp luôn này. Ui xồi, bom liên hoàn trưởng luôn. Rabbit. À, muốn rabbit thì mình sẽ phải mất 10k bom mình mới rabbit được anh em ạ. Rồi, cố gắng try hard. Sau cái lớp gọi là đất mốc này thì không biết chúng ta sẽ đến với cái lớp gì nữa anh em ơi. Sắp đến 1 triệu rồi, ui rồi lém bom và khói tít mù khơi mà không thấy người tôi đâu mà tôi không biết làm sao đẳng và cấp như thế đấy chứ lị. Quá cái 600km rồi. Wow, bây giờ chúng ta mới đến cái lớp đá gọi đá xịn xò con bó này. Đây là đá gì, đá xi măng à? Đây là đá xi măng à, đá này cứng cáp hơn mấy cái đá kia rất 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 là nhiều nha. Rồi, nhưng mà cái sức công phá của mấy quả bom của tôi cứ gọi là liên hoàn lã thôi, lã liên hoàn trưởng, được chưa ạ? Lã liên hoàn trưởng, không biết liệu rằng sau cái mốc gọi là hơn 600.000 này chúng ta sẽ đến với cái lớp mốc gì. À, tôi hóng chờ đến cái đáy xã hội quá. Rồi rồi, đợi tí anh em ơi. Sắp gặp được thần chết rồi. Không biết liệu mà gặp được thần chết là tôi sẽ gọi là đi tong đời hay không. Ô, alo. Trời ơi, bịp rồi anh em ơi. Chúng ta chỉ có khoảng thời gian là 600 phút. À nhầm, 600 giây để chúng ta thả bom. Nếu mà không đủ là chúng ta sẽ về lại mức bình thường. Thôi rồi, bây giờ tôi sẽ phải try hard lên, try hard cho cái quả bom của tôi nó mạnh mẽ hơn và cho anh em biết thế nào là xuống tận 1 triệu mét nha. Ok. 6.5 hours later. Vâng anh em ơi, sau một hồi try hard thì tôi cũng đã có lên tới tận con số là 11.000k bom. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ vào đây để mua cho mình những cái quả bom mới đây. Chúng ta sẽ có bom TNT. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Bom TNT. À, bom này nó uy tín chất lượng hơn rất 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 là nhiều luôn. Và tôi đang có 100 cái cúp. 100 cái cúp này chúng ta sẽ mở được những cái quả trứng bét. Đây, tôi sẽ mở được một quả này để xem nào. Chúng ta sẽ ra bét gì đây? Con quỷ một mắt. Con quỷ một mắt anh em ơi. Trang bị luôn. Trang bị con quỷ một mắt. Tôi đã có một con quỷ một mắt đi theo tôi. Và bây giờ tôi sẽ chuẩn bị cho cái cuộc hành trình đi săn tìm tử thần nha anh em nha. Rồi, trước khi săn tìm chúng ta sẽ phải quay một vòng quay may mắn trước đi. Ok. Một. Ui, lại 200 cúp nữa anh em ơi. Được. Ra đây mở tiếp. Một con quỷ một mắt bằng vàng. Tiếp tục.
Ra con này 11%, cũng ngon là gành đào đấy chứ. Ngon là gành đào đấy chứ, sẽ sử dụng mấy con bét vim nhất. Và con này không biết sức công phá của một quả bom này cộng thêm 3 con bét, liệu rằng trong vòng 10 phút tới tôi có đi được xuống đáy xã hội không nha, xuống đáy địa ngục không nha anh em nha. Rồi, đợi tí, còn 17 giây nữa chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi, gọi là vận động một tí đi anh em ơi. Vận động một tí, hít thở một tí, 10 giây nữa thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu cái cuộc hành trình đi đào tiếp. Ngay là tôi đào, tôi cho hát tôi đào được một hố cũng khá là sâu rồi. Bây giờ tôi sẽ đào lại cho anh em xem liệu rằng tôi sẽ chinh phục được cái chỉ số là 1 triệu kia không nha. Ok, 600 giây bắt đầu. Nguyên cái chạy ra đã mất vài giây rồi, đã mất ngay 5 giây. Ok, tôi sẽ đào ở giữa này nha. Thả bom liên hoàn chửa. Ui, bom này nó uy tín chất lượng hơn này anh em này. Wow. Ôi trời ơi. Cái sức công phá của nó cực kỳ to luôn. Ui, anh em có thể thấy này. Cái sức công phá của mấy quả bom TNT này cực kỳ to. Tôi chỉ còn thả vài quả mà nó đã lên tới tận 200m. Ui giời, thế này thì mấy cái 10 phút để xuống đáy xã hội của tôi nhá. Quá đơn giản. Quá đơn giản anh em ơi. Với cái sức công phá của cái bom TNT của tôi, tôi nhìn còn có hoa hết cả mắt, trống hết cả mặt cơ mà anh em. Nhìn con mấy cái quả bom của tôi nó công phá, tôi còn hoa hết cả mắt cơ mà. Cộng thêm đó là tôi sẽ có triệu hồi thêm mấy con bét nữa, nên là nhìn nó chất lượng cao luôn. Rồi tôi sẽ đứng một góc để tôi thả vậy. Đây, tôi đứng một góc tôi thả lên hoàn trưởng. Để tí tôi sẽ đi một cái đường mòn luôn, xem một phát là mình sẽ đi đến đâu luôn nha anh em nha. Wow, đây, thả chạy thôi, nhảy thôi. Ôi giời ơi, bom rơi lã chã, đây là mưa bom rồi anh em ạ. Mưa bom rồi. Đúng là sức công phá của TNT nó khỏe hơn hẳn anh em ơi. Đấy, chỉ chưa trong vòng vỏn vẹn có tầm khoảng là 1 phút mà tôi đã đến cái tận 400km rồi. Đúng là uy tín chất lượng cao, bỏ tận 10k bom ra để mua cái quả bom này. Nhận lại là cái gì anh em? Nhận lại được là mình xuống đáy xã hội một cách nhanh gọn lẹ hơn. Được chưa ạ? Mình xuống đây xã hội một cách nhanh gọn lẹ hơn. Rồi, tiếp tục là công phá. Ui giời, bom của tôi nó rơi lã chã luôn. Mưa bom tới rồi đấy. Nãy là tôi không biết là chúng ta chỉ có trong vòng vỏn vẹn 10 phút để bắt đầu đi truy tìm. Bây giờ tôi biết rồi thì nó sẽ nhanh gọn lẹ thôi. Vẫn là cái map gọi là đá mốc này. Vẫn gọi là cái map đá mốc. Chúng ta sẽ tiếp tục công phá tiếp. Công phá cho bao giờ đến cái hồi kết thì thôi anh em nha. Chuẩn bị là 600km rồi, chuẩn bị là 600km rồi. Tôi nghĩ là nó chỉ mất khoảng 5 phút là tôi sẽ được đến đáy xã hội mà thôi. Với cái sự lượng bom công phá như thế này, lượng bom công phá như thế này thì chỉ mất tầm khoảng đấy thôi. Vậy nãy giờ tôi đã đi được khoảng là 150 giây. Mà 150 giây là bao nhiêu phút anh em? Gần 3 phút. Gần 3 phút nha. Rồi gần 3 phút mà tôi đã đến được cái map gọi là gần 700 rồi. Úi xôi ôi, thế này thì có chất chơi người rơi chưa anh em? Đã đủ chất chơi người rơi chưa? Rồi thả lên hoàn trưởng cái đã. Đứng trên này thả cho nó đỡ hoa mắt chóng mặt anh em ạ. Bom nó rơi ở đâu thì rơi. À nhưng mà ở dưới này bắt đầu tảng đá nó bắt đầu khó phá hơn rồi nha. Mấy cái tảng đá này bắt đầu khó phá hơn rồi nha. Chúng ta cần phải úi xấu xôi, bay. Anh em thấy tôi nhảy một phát từ trên cao nhảy xuống không? Đây quá cái điểm hơn 700m rồi. Lên quanh là lên 800m. Mới được có 3 phút khởi hành mà thôi. Chúng ta đã đến với cái lớp đá. Lớp đá này lớp đá quặng nha. Lớp đá quặng. Cái lớp đá này nếu mà ở ngoài đời thật á thì nó cực kỳ cứng luôn. Chúng ta phải gọi là dùng những cái bộ máy sản xuất cực kỳ xịn sò con bò thì mới có thể khai thác được cái lớp đá quặng này và có thể tái chế được nó. Mà với những cái quả bom của tôi ngày hôm nay thôi, nó đã gọi là đánh lanh tanh bành rồi. Đánh lanh tanh bành rồi anh em ạ. Rồi tôi sẽ kiếm một góc này để tôi thả chứ. Nhìn thấy hóa mắt chóng mặt quá anh em ạ. Rồi, ném như hoàn trưởng. Bom rơi lã chã anh em ơi. Mà tôi nghĩ là cái bom này nó tích tụ lại một chỗ. Wow. Chúng ta đã đến với cái lớp nham thạch nha. Khả năng sắp gặp được thần chết rồi anh em ơi. Sắp được gặp thần chết rồi. Yes sir. Thần chết đã đón chờ tôi. Thần chết đang đón chờ tôi. Tôi sẽ phải khoan nào. Tôi sẽ đi thả vài lớp nữa ở đây. Xem cái điểm lava này. Đến luôn. Wow. Anh em ơi, thần chết ở phía dưới. Đúng không ta? Wow. Đây là nhà của thần chết hả? Anh em nhìn này. Cây đều là cây làm bằng dung nham nha. Đây rồi, thần chết đây rồi.
Why là hello thần chết, tên là Bun nha. Thần chết đừng có bắt em sớm. Em sẽ cho thần chết một tấn bom vào người. Đây, gặp được thần chết đây anh em ơi, trong vòng chưa đầy 300 giây. Trong vòng phải chắc là 250 giây gì đấy, tôi đã xuống được gặp được thần chết rồi. Ôi ôi, thần chết nuôi động vật gì mà ăn hết cả xương, còn mỗi cả ăn hết cả thịt, còn mỗi tí xương này thế này thần chết ơi. Ôi rồi mắt ui, anh em nhìn này. Mắt xanh, mắt đỏ. Thần chết có một cái lưỡi hái cộng thêm là một cái cánh màu đen và mắt màu đỏ rực lửa. Đấy, tôi đã cho anh em chiêm ngưỡng người thần chết này rồi nha. Tiếp tục, đây là linh vật của thần chết hả? Mình đi vào đây mình không bị mất máu nên là không sợ. Đấy. Tôi bây giờ sẽ là bá chủ thiên hạ ở đây. Thần chết vẫn phải là cúi chào tôi thôi. Anh em tin chưa? Chắc không ai tin. Rồi, tôi sẽ kêu ôn. À, kêu ôn thì mình mất 149 Robux. Rồi, tôi sẽ đi khám phá tiếp cái nhà của thần chết xem là bên sâu sâu bên trong có cái gì nữa không. Có cái gì nữa không anh em? Ôi giời ơi, tưởng nhà thần chết nó xịn sò con bò như thế nào. Nó chỉ là mấy cái lớp dung nham cộng thêm cả mấy cái cây dung nham. Ô, có cả cây lấm dung nham này anh em. Lấm lava. Và đâu đó chỉ có mấy cái khúc xương, chả có cái gì hot hit nữa anh em ơi. Ôi giời ơi, tưởng cái gì. Nhà thần chết nghèo dã man ngon ngan luôn. Nghèo thật sự, chả có gì để lấy được cả. Là mình mất bao nhiêu công sức để mình đi xuống đáy xã hội. Ui, lớp dung nham tôi bơi được ở dưới này luôn mà. Why sorry, đẳng sơ cấp cho, đẳng sơ cấp cho anh em. Xá lá quá, xá lá luôn. Thôi, tôi nghĩ là nhà thần chết ở đây cũng chả có gì đâu anh em ạ. Rồi, và anh em ơi, anh em thấy cái video này hay thì anh em hãy để lại cho tôi xin một like, một đăng ký kênh. Và đặc biệt là nhớ xem quảng cáo nữa nha. Còn bây giờ là bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.